Không, rồi đây anh. Cây cao 1 mét. Cây này cao 1 mét, anh muốn hẹ nhiều anh hẹ. Cây trắng lông. Còn có một cây đây là nó trúng rồi. Mấy kia chưa ra lọc. Đấy, gốc tớ đây. Hoàn thân nó rơi tầm 12 nha. Mẹ kho đây. Kho bông chùm. Cái này là, năm nay nó không có... Nói chung là nó lỡ dương. Đỡ ngồi ruộng nó bẹt cánh hết rồi. Bẹt cánh hết rồi. Chúng lọc nha. Đó. Vé ok cho nó. Phải rin nha. Cuồng cây đẹp. Đấy, cây cuồng đẹp này, dắt chắc 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 không? Dắt lết lượng này, liền liền luôn. Đó, chứ nó không có đơ đâu. Đó. Cái này đi kỹ lắm. Đi tay cành, cốt cây rồi nó kỹ. Tại phòng cây em quay từ bên trên, quay xuống luôn nha. Quay ngang là anh thấy hết phòng cây luôn. Đó. Không, nó tròn đều không? Giờ mình dưỡng lại, nuôi lại. Em xeo canh bông mình chơi. Rồi, cái thích cái này liên hệ em nha. Quay lại phần gốc một chút. Coi này có cái củ rồi đây. Này có cái củ rồi. Không. Nó đang lên và cây này dòng da mi này. Rất là dễ đổ xù da mi nha. Rất dễ lên xù. Không bị hư tay cành nào nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cành. Hẹ chỗ đây. Nếu có chuyển đi hẹ chỗ đây và bấm con lại các tay cành vô anh dưỡng lại. Bọc non hiện dưỡng đang coi đầy đủ. Hoa cũng đẹp. Chuẩn giống. Rồi ok nha anh em.